Cậu bé xưng tao với nhân viên y tế ở điểm tiêm vaccine, clip 7 triệu view gây tranh cãi. Trong khi một số góp ý về thái độ cậu bé, thì nhiều người cũng cho rằng do em đã quá hoảng sợ nên mới mất bình tĩnh như vậy. Tiêm vốn là nỗi sợ của nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ. Các em tuổi còn rất bé, thấy mũi kim hay chiếc xi lanh đều tái xanh mặt mày, khóc thét chạy trốn. Nhiều em còn mang tâm lý ám ảnh đến tận lúc lớn, bủn rủn mỗi lần thấy kim tiêm. Một đoạn clip quay cảnh em bé ở điểm tiêm dưới đây khiến nhiều người lớn bật cười nhưng cũng gây nên không ít tranh cãi. Cậu bé có lẽ do quá hoảng sợ, bám chặt vào người mẹ khi bác sĩ chuẩn bị lấy bông băng, mũi tiêm để chích. Trong khi mẹ liên tục an ủi và đánh lạc hướng em, nhìn nè con, chụp hình nè, con đừng gồng, con thả lỏng đi, thì nhân viên y tế bên cạnh cũng liên tục trấn an. Anh này nói, đau chưa? Đau hồi nào? Chích đâu mà đau? Điều này khiến cậu bé phút chốc nổi đoá, lên giọng nói lớn, chích vô rồi đó, tao biết mà, chích vô rồi, con người lừa đảo. Tiêm xong xuôi, cậu bé vẫn không ngừng hờn dỗi, trách móc anh chàng nhân viên, còn mẹ của bé vừa ôm con vừa ngồi cười. Đoạn clip 7 triệu view đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người góp ý rằng, người mẹ nên uốn nắn và bảo ban lại em. Việc xưng hô tao, mày với người lớn là hành động vô lễ, nếu không sửa từ nhỏ sẽ trở thành một thói quen xấu cho các em. Ngược lại, số khác lại nhẹ nhàng nhận thấy, cậu bé có lẽ do quá hoảng sợ nên mới mất bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, nhân viên y tế có cách xoa dịu chưa tinh tế, nói dối bằng cách phủ nhận việc tiêm chích, câu nói, chích đâu mà đâu, khiến cậu bé tức giận. Trước nhiều ý kiến trên mạng xã hội, phía gia đình cũng đã để lại bình luận dưới đoạn clip bày tỏ, mọi người hãy thông cảm vì bé được yêu thương từ bé nên giờ gia đình cũng chỉ dạy dần dần chứ không cái một được. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Còn bạn nghĩ sao về cậu bé này?